đau thần kinh tọa là gì? Bác sĩ Ngọc có thể chia sẻ với khán giả được biết cụ thể hơn. Dạ, trước tiên thì tôi xin chào quý vị khán giả xem đài và chị Anh Đăng Trình. Chủ đề hôm nay chúng ta nói tới là đau thần kinh tọa. Thì đau thần kinh tọa là nhiều người ta cũng không đi khám luôn. Dạ. Người ta có cái biểu hiện là thấy đau chân là người ta nói hỏi chị đau gì vậy, tôi đau thần kinh tọa. Thì dân gian thì mình biết là đau thần kinh tọa là vậy thôi, chứ mà cũng chưa hiểu là cái nguyên nhân sâu xa cái dây thần kinh tọa là nó có vai trò nó như thế nào, rồi nó đường đi của nó ra làm sao, rồi về chức năng của nó là nó để làm gì. Đó, thì qua đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả hiểu rõ cái dây thần kinh tọa là cái dây nó như thế nào. Dạ. Thì mình nhìn trên các mô hình nè, mình thấy là thần kinh tọa là nó ở dưới lưng, nó không có phải trên cột sống cổ mà cũng không phải nằm ở ngay cột sống ngực, mà nó nằm ở từ cái cột sống thắt lưng mà ngay đoạn từ L2 thôi, từ L2 đổ đi, tại vì tủy sống nó nằm từ trên cột sống cổ nó kéo xuống tới L2, giữa L1 và L2 thì tới L2 đổ xuống á, nó có những cái sợi dây chui ra như thế này. Sợi dây chui ra như thế này nó là riêng lẻ từng sợi, nhưng mà khi mà tới đây nó không còn là từng sợi nữa mà nó chậm lại thành một cái sợi lớn luôn. Một cái sợi lớn nó sẽ chui ra mông xuống cái chân, người ta gọi là dây thần kinh hông to, đó là trong y học. Còn trong cái dân gian người ta hay gọi là dây thần kinh tọa. Đó, vậy là dây thần kinh tọa là từ L2, L3, L4 và L5 đó, dây thần kinh á, rồi nó kéo ra mông nó xuống chân của mình. Phải chăng tọa là ngồi? Khi chúng ta ngồi nó bất tiện thì trong dân gian là đối với nhau là thần kinh tọa, đúng không ạ? Dạ. Thưa bác sĩ, như vậy thì nguyên nhân nào đã dẫn đến chúng ta đau thần kinh tọa? Thứ nhất á, là chức năng của nó đi. Cái chức năng của nó là cái dây thần kinh tọa nè, nó là chi phối vừa cái vận động và vừa cái cảm giác. Cái vận động là nó giúp cho chúng ta đi đứng được. Dạ. Cái cảm giác là chúng ta sẽ biết được cái cảm giác ở hai cái chân của mình. Khi mà những người mà đau dây thần kinh tọa đi không được là do cái dây thần kinh tọa nó điều khiển, nó đang mắc kẹt ở trên này nè, trên cột sống thắt lưng nè, nó không có di chuyển xuống, nó không có thông thoáng để cho cái dây nó xuống dưới chân. Nãy tôi nói là dây thần kinh hông to, nó kéo từ trên lưng nó kéo xuống tới cái tận cái bàn chân của mình lận. Đó, khi mà nó bị nghẽn ở trên này thì nó sẽ làm cho bệnh nhân sẽ đi đứng khó khăn. Thì đi đứng khó khăn lâu ngày nó sẽ làm cho teo cơ. Teo cơ thì nó sẽ đứng một chỗ, đó là điều khiển về cái vận động. Cảm giác là mình sờ, mình nhéo, mình biết. Còn đối với những người mà đau thần kinh tọa thì nó sẽ làm tê chân nhiều lắm. Tê chân mà nhiều lúc là người ta họ không có còn cảm giác nữa. Người ta không biết là hai cái chân mình đang vận động. Hoặc là nhiều người mang dép người ta cứ rớt hoài. Đó là cái vai trò của nó và chức năng của nó. Và cái nguyên nhân tại sao đau dây thần kinh tọa thì nó có rất là nhiều. Thứ nhất là những người mà làm công việc nặng nhọc nè, hoặc là những người không làm nặng nhọc mà người ta ngồi văn phòng thật là lâu, người ta là ngồi từ sáng tới tối chẳng hạn, vậy nó làm cho cái cơ bụng, cơ lưng để bám ngay cái cột sống á, nó bị yếu đi. Đó, thì khi mà có một cái tư thế sai, nó sẽ dễ dàng dẫn tới cái đau thần kinh tọa. Và cái nguyên nhân á, mà từ bên trong, đó là nguyên nhân xuất phát bên ngoài. Còn nguyên nhân từ bên trong thì thông thường nó đa phần là do cái thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống là bình thường cái cột sống của mình nè, nó bằng phẳng như thế này nè, nó đẹp, nó trơn tru láng ha. Còn thoái hóa nó không có láng gì nữa, nó sẽ gồ ghề, giống như tưởng tượng như cái nhà mà bị thấm. Cái thoái hóa mà người ta để lâu quá đi, mỗi ngày nó thấm một chút, cái nó gồ ra, nó tạo thành cái gai, gai cột sống. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba thì thường nó là do cái trượt đốt sống. Đốt sống mình như thế này, đó, nó sẽ bằng như thế này, nhưng giờ nó không bằng được cái trồi ra, cái trục vô. Người ta gọi là lệch đốt sống, trượt đốt sống. Thì cái trượt đốt sống này thông thường là do là làm việc nặng quá lâu, hoặc là do mình bị té. Mình bị té, nhiều lúc té đó là không sao hết, nhưng mà một năm sau hoặc là vài tháng sau mình mới đau. Khi đau mình chụp phim là mình thấy mình bị lệch đốt sống rồi. Đó, nguyên nhân tiếp theo mà hay bị nhiều nhất luôn, đó là do cái thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm thì bình thường nè, mình thấy nó bằng phẳng như thế này nè, cái đĩa đệm nè, đây, đó là đĩa đệm, là cái đĩa màu trắng nha. Đó, nó bằng phẳng vậy nè. Đó, nhưng thoát vị là nó phình ra, cái cục đỏ đỏ nè, nó bị phình ra một cục nè. Mà ở phía sau này nè, là nó có cái dây thần kinh, hồi nãy tôi nói rồi, dây thần kinh tọa nó đi ra nè, L2, L3, L4 và L5 nó đi ra. Khi mà mình phình ra như thế này á, thì mình sẽ chạm cái dây thần kinh.
như L4 5 thì chạm dây thần kinh số 4. Có nghĩa là dây thần kinh nó bị chèn. Nó bị chèn ép. Dạ. Chứ không phải nhất thiết thần kinh tọa là chèn hết 4 dây. Dạ. Có người một thôi, có người cao 4 luôn, tùy theo. Đó thì cái lỗ này nè, cái lỗ trong nè là dây thần kinh vàng nó chui ra. Nhưng bây giờ anh này nó thoát vị rồi, anh vô trong cái lỗ này anh nằm. Đó, anh lấn chiếm của cái đường đi của cái anh dây thần kinh L4, nó chèn ép thì nó sẽ kéo xuống mông, xuống chân, làm cho mình đi đứng khó khăn. Dạ.